Mà mở nó nhỏ hả bà ơi? Hello các em. Hello. Welcome các em đến với tiết học ngày hôm nay của anh Sơn nha. Hello Azu. Hello cục cưng Azu. Azu copy link gửi vào nhóm giúp anh Sơn đi. Bạn nào copy link gửi vào nhóm giúp anh Sơn đi. Khóa tổng ôn lại đề 2022 để vào xem lượt đoán coi. Rồi. Các em thấy hình ảnh của anh Sơn có rõ không nhờ? Các em thấy hình ảnh của anh Sơn có rõ, có nét căng mùn một không nhờ? Hôm nay mình sẽ đến một cái bài về ôn tủ, về một cái từ vựng rất nâng cao bạn, là từ đa nghĩa nha. Từ đa nghĩa của anh Sơn là một bài gọi là siêu độc quyền rồi. Chỉ có những bạn nào học SEMA thì mới có thể tiếp cận được với những cái bài này thôi. Tất cả những câu hỏi trong bài Sơn soạn mới tinh luôn và cực kỳ khó với bạn. Bài hôm nay là em 9 cộng nhé. Nhưng mà nói 9 cộng thì hơi quá đáng, em này phải là em 9.8 cộng mới đúng nhé. Em này phải là em 9.8 cộng chứ mà là 9 cộng mới đó bạn ơi. Đó, được không? Rồi, mình đợi các bạn vào đông đông một xí thì mình sẽ bắt đầu mình học nha. Rồi, bây giờ các bạn cho Sơn đáp án nha các bạn. Mình chỉ có 30 câu thôi và khá là dài đó, trên các em cho anh Sơn đáp án đi. Có đáp án anh Sơn sẽ sửa, có đáp án anh Sơn sẽ sửa nhé. Câu số 1, các em chọn anh Sơn đáp án là câu gì? Câu số 1, các em chọn anh Sơn đáp án là câu gì các em ơi? Câu số 1, đáp án là câu gì? Ở du nè. Câu số 1, ở du đáp án là câu gì nè? Thứ nhất mà cái đáp án A từ fan. Fan có nghĩa là gì? À, fan fan có nghĩa là yếu ớt mờ nhạt, không có rõ. Yếu ớt mờ nhạt, không rõ. Đúng không ạ? Yếu ớt mờ nhạt, không rõ. Vậy thì nghe nghĩa khó hiểu quá anh Sơ ơi, học từ vựng phải học bằng collocation, đúng không ạ? Và ví dụ bạn có thể nói là gì? Các bạn có thể nói là một cái sự, một cái mùi hương mà nó rất là thoang thoảng yếu ớt đó bạn. A faint smell. Đúng không? Hoặc là một cái giọng nói yếu ớt, voice, đúng không? Hoặc là một cái hơi thở yếu ớt. Đúng chưa? Đó là collocation với từ faint. Tiếp tục, mình có những cái idiom với từ faint sau. Thứ nhất là mình có cái idiom là not, have. Ý tưởng mà Sơn đã từng cho thi thử ở trong đề số 1, số 2 gì của năm nay của mình đúng không? Năm khóa 2K4 nè. Not have the faintest idea. Nhá. Not have the faintest idea thì nó có nghĩa là không biết bất cứ thứ gì về một cái đề tài nào đó bạn. Not know anything about a subject, nhé, a subject, một cái chủ đề nào đó, được không ạ? Là not have the faintest. Rồi tiếp tục, anh Sơ có thêm một cái cụm từ nữa là cụm từ, một cái idiom nữa là not for the, not for the faint hearted, hearted, nhé. Idiom này có nghĩa là không phù hợp với bạn, not suitable. Suitable for people.
Not suitable for people who lack confidence or who get frightened easily. Frightened sao chính tả rồi. Eager have the frightened easily. Được chưa? Anh Sơn lấy ví dụ, bạn Anh Sơn lấy ví dụ là leo núi á, thì sẽ không có dành cho những cho cô ta đúng không mà. Đi leo núi á thì is not for the faint heart. Tức là gì? Thì nó thì le leo núi thì nó sẽ không có phù hợp cho những cái người mà yếu tim đúng không? Kiểu kiểu như vậy. Đó. Rồi. Xong. Từ faint. Thứ hai sẽ có từ slight. Slight của anh Sơn nghĩa là gì nhỉ? Slight của anh Sơn có nghĩa là kiểu là nhỏ đó bạn, very small in degree đó. Nhỏ về mức độ, nhỏ về mức độ sao anh Sơn nghe khó hiểu không? Ví dụ collocation, một cái sự tăng trưởng rất là nhỏ bạn, hay là mình dùng là slight increase đúng không? Một cái sự tăng trưởng nhỏ nè, hoặc là một cái sự thay đổi nhỏ, change đúng không đó, hoặc là một cái sự khác biệt rất là nhỏ, difference difference nhớ bạn, có nghĩa là nhỏ thôi được không? Rất là nhỏ về mức độ. Các em ghi bài kịp không nhờ? Rồi ngoài ra mình còn dùng cho một cái cơ hội nhỏ bạn, một cái cơ hội mong manh, cái cơ hội nhỏ, cơ hội mong manh là mình dùng a small nè đúng không, slim nè, hoặc là slight nè, hoặc là slender nè, chance hả bạn, cơ hội nhỏ, cơ hội mong manh, cơ hội mong manh đúng không các em? Đó là mình dùng mấy câu với từ slide như vậy. Rồi tiếp tục mình có tiếp với câu C với từ sơ đồ. Sơ đồ thì có nghĩa là cũng như là thoang thoảng các bạn ha, có nghĩa là thoang thoảng phảng phất, thoang o á ngồi thoang thôi phảng phất đi, phảng phất ha, nó nói về hương thơm các bạn, một cái hương thơm phảng phất đúng không ạ? Hoặc nó có nghĩa là ngoài cái nghĩa là phảng phất các bạn thì nó có nghĩa là khôn khéo, khôn khéo nhé bạn, một cái người rất là khôn khéo thì mình thấy collocation là một cái người khôn khéo đúng không ạ, hoặc là một cái kế hoạch rất là khôn khéo bạn, là sắp đồ plan nha, một kế hoạch rất là khôn khéo đó được không ạ? Còn an obvious là không rõ ràng, con thì quá dễ rồi. Vậy thì upon tức là được chỉ định, được bổ nhiệm, anh ta thì được bổ nhiệm như là leader của team này sau khi đã bảo vệ một cái good deal cho company bởi một kế hoạch rất là khôn khéo của ông ta. Vậy câu này chọn sơ là câu C hợp lý nhất. Được không? Rồi tiếp tục sang sơn câu số 2 với bạn. Câu số 2 rất rất cơ bản luôn. Câu số 2 cực kỳ cơ bản luôn. Các bạn chọn sơn câu số 2 là câu gì? Rồi chọn nha để anh sơn đi. Chọn số 2 các bạn câu gì mấy đứa? Câu số 2. Câu 2 bạn chọn là câu B, touch. Rồi touching hả? Touching rồi. Tâm tâm em chọn là câu B, tâm tâm là bạn nào ta? Lớp mình có bạn tâm tâm hả ta? Tâm tâm là bạn nào ta? Rồi, Trần Tuyết Mai chọn câu gì?
Trần Tuyết Mai em chọn câu gì em? Bảo Trân em chọn câu gì nè? Hôm mọi người học càng ngày càng ít mà cũng không không mình nữa. Ừ đúng rồi, bài khó anh Sơn anh đợi nè. Bài này các bạn không search ghi được đâu, mà anh Sơn không sửa là gần như những câu sau bạn không bao giờ mò được mấy đứa. Khó mò lắm các bạn. Mà anh Sơn có một buổi đó các bạn, có một buổi, chỉ có một buổi nay để dạy về từ đó nghĩa nha. Buổi sau là buổi bài khác và anh không có chen vô được đâu mấy đứa. Phải comment đó. Khó xỉu nên khó xỉu thì mình lỗi. Anh đâu có bắt các bạn chọn đâu, mình lỗi. Đúng không? Quan trọng mà chọn đáp án là Sơn vui có tương tác không mà. Ngày xưa khóa 2K3 Sơn học mở rộng đó mấy em. Là mấy bạn một cái bài mà để mở rộng ra rất là nhiều cụm như vậy lên Sơn phải chuẩn bị trước. Thì lúc mình mới biết là mình mở rộng cái gì đúng không? Chứ mình không chuẩn bị trước thì làm sao mà lúc đó mình có thể mở rộng một cách đầy đủ được. Mình không chuẩn bị trước là mình sẽ mở rộng nhưng mà kiểu nó sẽ còn thiếu lên xíu thu xuống. Đúng không? Mà mình cần phải là sắp lớp, sắp lan trình bày làm sao cho dễ hiểu nhất. Đó, rất là mất thời gian của Sơn những cái buổi học như vậy luôn. Mà không tương tác lại Sơn hay giỏi, năm ngoái Sơn hay giỏi lắm. Rồi, bạn chọn là câu B. Đầu tiên mình có câu A từ spread nha. Spread cụm này quá đơn, spread này thì quá dễ ha. Spread là lan truyền đúng không ạ? Lan truyền trong lan truyền như bạn tin tức lời đồn nó mấy đứa, nó tin tức lời đồn nè, mỗi một cái ngoặc, mỗi cái ngữ cảnh đó bạn, hoặc là lan truyền trong lan truyền bệnh nữa mấy đứa, bệnh nha, bệnh là dùng từ spread được không? Rồi tiếp tục. Từ spread này thì mình sẽ có một vài những cái color ở cái item mà anh Sơn thấy là hay. Ví dụ item ôm đồm quá mức các bạn, ôm đồm quá mức đó, ha là spread. Này item mình sẽ up in pay các bạn. Yourself to think là ôm đồm quá mức. Ôm đồm quá mức tức là sao anh Sơn ơi? Tức là mình cố gắng làm nhiều thứ khác nhau tại cùng một thời điểm. Ha là trying to do many different things at the same time, là tại cùng một thời điểm. That you do not do any of them well. Ôm đồm quá mức, cố gắng làm quá nhiều việc tại cùng một thời điểm đến nỗi mà mình không thể nào làm tốt bất cứ thứ gì trong số chúng cả. Item thứ nhất, spread yourself to things đúng không ạ? Item thứ hai, Sơn dùng một cái cụm từ với từ spread the word. Spread the word, item này có nghĩa là tell people about something. Tell people about something. Kể cho ai về cái gì thôi đúng không ạ? Tiếp tục, anh sẽ có idiom mà rất là hay bạn, là idiom là spread sải cánh đó các bạn, sải cánh đó ha. Sải cánh tức là gì? Nuôi lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi thì cất cánh mà bay thôi đúng không? Người xưa hay có câu như vậy. Vì sải cánh tức là become more independent, independent. Đó. Become more independent and confident. Confident. Trở nên độc lập hơn, tự tin hơn và thử được nhiều cái hoạt động mới hơn. Try new activity. Được chưa? Còn cái item nữa của mình cần học trong bài này. Rồi. Đó là về từ từ spread. Thứ hai Sơn có từ touch. Touch thứ nhất có nghĩa là chạm của anh Sơn đúng không ạ? Sao chân anh Sơn đau quá ta? Touch có nghĩa là chạm. Touch là chạm nhớ bạn. Nhưng mà
Bài của mình có tên là gì? Từ đa nghĩa. Về chắc chắn thôi là nghĩa là chạm rồi. Ngoài cái nghĩa là chạm á mấy em, cái chân nào đau, cái chân phải đau, ngoài cái nghĩa là chạm á thì từ touch nó còn có một ý nghĩa khác, tức là làm cho ai đó cảm động với bạn ha, thì nó sẽ có một cái nghĩa khác. Nghĩa khác của từ touch là mình dùng từ touch nó bằng với từ move ha, touch somebody bằng với từ move somebody, có nghĩa là làm ai đó cảm động, hay chưa? Đó. Nhưng mà nhóm cụm này cũng không quá khó nha. Touch somebody hoặc là move somebody là làm ai đó cảm động, được không? Rồi, đối với từ touch thì mình còn có ý dùng những từ touch nhỉ? Để anh Sơn nghĩ xem mình có ý dùng gì mà hay sử dụng vào trong từ touch ta. Thôi được rồi các bạn, sách cũng chẳng còn gì để học đâu ha, nhiêu là được rồi. Có một cái item này trước Sơn dạy, anh Sơn dạy ở trong khóa 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 từ vựng của mình các bạn, là touch hoặc là catch somebody on the raw. Các bạn nhớ cái item này không? Item này có nghĩa là upset somebody, nhớ các bạn. Upset somebody, làm ai đó buồn bằng cách là mình reminding them of something they are particularly sensitive about. Đó, có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình làm cho đó bực mình, làm cho đó buồn, làm cho đó khó chịu vì là mình nhắc về những cái đề tài, những cái chủ đề nhạy cảm đối với họ. Đó, thì trình này Sơn dạy trong khóa, hình như Sơn nhớ là cái buổi từ vựng nâng cao chủ đề là education thì phải. Đó, buổi từ vựng nâng cao education Sơn nhớ như vậy. Rồi ha. Đối với từ touch là chạm, ngoại nghĩa là chạm thì nghĩa là quên. Quên. Thêm cho anh cho bạn nhé. Touch là làm ai đó cảm động. Thì mình có cái collocation là touch one's heart, chạm vào trái tim ai đó, tức là làm nó cảm động luôn các bạn. Nhưng mà mình dịch nó hay hơn là chạm vào trái tim ai đó, được không? Đây là collocation. Rồi từ reach, reach là đạt, được đạt đến một cái điều đó đúng không? Và từ ship, từ ship là một từ đa nghĩa. Bạn nào liệt kê lại cái nghĩa của từ ship mà anh Sơn đã dạy rồi, liệt kê lại em ơi. Từ ship để kê lại nha, nghĩa sơn dạy rồi các bạn, trong buổi số 1 có mấy đứa các em xem ở trong buổi số 1 với từ ship đó, từ ship động từ là gì anh Sơn dạy trong buổi số 1 rồi. Ship, ship danh từ của mình là ca kiếp đúng không? Ca kiếp. Còn động từ tức là mình đổi chỗ, mình dời chỗ bạn. Động từ là đổi chỗ, dời chỗ. Ủa sao bật cái gì? Ok. Đổi chỗ, dời chỗ. Dời chỗ, đúng không ạ? Sự thay đổi, sự luân phiên rồi, sao nó động từ nha. Ngoài cái nghĩa là đổi đổi chỗ và dời chỗ bạn, thì cái từ shift này nó được dùng ở về trách nhiệm nha, về trách nhiệm, tức là đổ trách nhiệm lên ai đó các bạn, thì nó hay nói collocation là shift responsibility hoặc là blame, đó là những lời trách mắng đúng không ạ? Đó, for something các bạn. Đó. Chuyển, chuyển là shift là chuyển các bạn, tức là chuyển giao cái trách nhiệm đó, tức là mình pass cái trách nhiệm của mình cho ai đó, được không? Nhưng hai cái nghĩa này là quá tầm thường, không bạn nào là không biết cả nhá. Một cái nghĩa mà anh Sơn cho ở trong cái đề số 1 và từ đa nghĩa của mình là từ shift này nó có nghĩa là mua bán các bạn, bán hàng, sales
chó này, sell goods, bán hàng, mà đặc biệt là những cái món hàng rất là khó bán các bạn, thường là những cái món hàng khó bán. Nhá, bán hàng họ thường những cái món hàng khó bán là từ ship, được không? Rồi. Rồi ha, với từ ship. Còn ở đây từ reach là chạm, mà con này anh Sơn chạm nó của B nữa bạn. Ở câu B thì từ touch ngoài nghĩa là chạm, thì người làm nó cảm động. Vậy là anh ta xứng đáng được nhận là một cái gọi là actor, được gọi là một cái diễn viên, mà gọi là diễn viên gọi là xuất sắc lỗi lạc đó ha. Bởi vì anh ta có khả năng sao bạn, làm cho những khán thính, những cái người nghe đó cảm động bằng cách là kể những câu chuyện mà làm rung động trái tim của họ. Vậy còn câu B ha. Vậy tương tự như vậy, câu số 3 mình chọn được các bạn là từ touch đúng không ạ? Nãy mới dạy xong. Touch somebody làm nó cảm động, và suya collocation là touch one's heart, chạm đến trái tim qua đó. Vậy là the TV report, cái bản báo cáo trên TV này về cái sự hy sinh của người đàn ông khi mà cứu những đứa trẻ bị chết đuối á, thì đã chạm đến trái tim của hàng ngàn người. Câu D ha. Còn câu số 4 cũng tương tự thôi bạn, hàng ngàn người thì bị cảm động bởi một cái television report đúng không ạ? Về về cái hoạt động từ thiện của những người nổi tiếng đúng không? Vậy là bị cảm động từ move. Đó. Vậy đi thi á, người ta có thể là những cách viết, là những cách chế biến câu nó khác, nhưng mà cốt lõi lại bạn thì cái từ nó vẫn như vậy bạn, thấy không? Ba câu này của anh Sơn nhé, nó cũng chỉ có cái nghĩa là làm nó cảm động thôi đúng không, nhưng đi thi á nó sẽ chế biến khác, nó đánh lừa các bạn. Thì nhớ anh Sơn đã dạy rồi, thì nếu thi mà nó ra na ná như vậy bạn phải tự liên tưởng mà mình làm được bài nhé. Rồi câu số 5 các em chọn Sơn câu gì? Ma quỷ chó này. Câu số 5 các em chọn Sơn câu gì? Câu số 5. Em lựa là câu C từ steer à? À, lựa mà lựa hay ha. Rồi, câu này thì rất đơn giản thôi các bạn. Câu này anh Sơn thấy là dễ. Mình có từ steer. Steer này động từ của mình nó sẽ có cái nghĩa là mình lái tàu các bạn ha, mình lái tàu lái ô tô các bạn, lái tàu lái ô tô. Nhưng ngoài cái nghĩa là lái tàu lái ô tô các bạn, thì steer nó có cái nghĩa là take control, take control of a situation, kiểm soát một cái tình huống nào đó đúng không ạ? Vậy thì ông ta rõ ràng nhận thức được cái tầm cái gọi là cái độ lớn các bạn, cái tầm quan trọng của cái gọi là economic downturn. Sơn viết hay đó các bạn, downturn là cuộc suy thoái kinh tế đó các bạn, economic downturn là cuộc suy thoái kinh tế. Anh ta quyết định đó bạn là tổ chức một cái cuộc nói chuyện với shareholders, tức là những cái cổ đông đúng không bạn, về cái việc để làm sao chúng ta có thể kiểm soát được, gọi là lèo lèo lái được cái công ty này các bạn. Chọn là câu C ha, với từ steer ha, ghi không đúng, chart không đúng, direct cũng không đúng luôn. Rồi câu số 6. Câu 6 là đơn giản ha. Nhìn cái từ interest, interest là lợi, lợi gì? Lợi nhuận. Ha, interest là lợi nhuận. Ví dụ mấy con quỷ này. Ví dụ là mấy em dùng cái từ là cái từ cái mấy em nói là trong ngân hàng á, cái tỷ lệ interest trong ngân hàng, cái tỷ lệ lợi nhuận, profit. Profit là lợi nhuận cùng công ty đúng không ạ? Benefit là lợi ích. Dividend là cổ tức. Ví dụ các bạn mua cổ phiếu một công ty nào đó thì mỗi hàng quý sẽ trả cổ tức cho các bạn nếu làm ăn có lãi. Thì ngoài nghĩa là cổ tức đó, thì dividend cũng nghĩa là good result, cái kết quả tốt các bạn. Và hay dùng cái cụm từ là pay dividend. Pay dividend, tức là có kết quả tốt, get good result. Có kết quả tốt, result đó. Vậy là cái phương pháp mới này đó bạn, cái approach là cái cách tiếp cận đó bạn, cái giải pháp mới, cách tiếp cận mới, rõ ràng rằng là có lợi ích đúng không? Mang lại lợi ích trong nhiều trường hợp, mà ở đó giáo viên có thể ra quan sát học sinh nào,
và cho họ những cái lời khuyên hữu ích bất cứ khi nào họ cần, đúng chưa? Rồi sang sân câu số 7 với từ steer, close it, đồng nghĩa. Thì cái từ steer nếu đóng vai trò là danh từ các bạn thì nó sẽ có nét nghĩa là useful advice, tức là một cái lời khuyên mà sao các bạn, một cái lời khuyên mà rất là hữu ích nhé các bạn, hữu ích hả, đưa ra cái lời khuyên hữu ích nè, làm sao để approach giải quyết được cái approach được cái responsibility của ông ta, đúng không? Vậy là con là con B đúng hả, nhớ cái từ này cho anh sơ, hay chưa, quá hay luôn. Rồi câu 8, câu 8 có idiom là tie the knot đó bạn, tie the knot là get married đó, kết hôn đó, ha. Này dẻo ha. Rồi go ballistic, anh sơ mở rộng rồi anh sơ không nhắc lại nha, là tức giận các bạn, go ballistic là tức giận ha. Vậy là khi tôi bảo mẹ tôi là tôi muốn kết hôn với bạn trai của tôi, của bà ta tức điên lên được, bà ta đã rời khỏi phòng mà chẳng nói lời nào, tôi có thể nhìn thấy được cái gì ở trên mặt bà ta, đúng không ạ? Câu mà chẳng câu gì, mấy hủy chó này này chẳng có gì mấy em ơi, câu gì, câu số 8, câu 8 bán là câu gì? Chưa đáp án hả? Chuyển sân đợi. Ok, chưa có luôn. À, ở du bảo D ạ. À. D hả? Transmit. Rồi. Anh Sơn có từ transmit. Transmit, anh Sơn dạy rất nhiều lần đó bạn. Transmit là với bạn là truyền. Nhưng mà làm ơn cho anh Sơn cái mặt. Truyền gì? Truyền gì? Truyền trong truyền tin. Truyền tín hiệu. Truyền nhiệt. Truyền điện. Truyền truyền tin nè, truyền tín hiệu nè, truyền nhiệt nè, truyền điện nè, truyền bệnh. Đúng không? Hoa mặt trời với từ record. Record là mình ghi lại các bạn ha, record ví dụ như bộ phim đó mình ghi lại thôi các bạn ha, record động từ là ghi lại ha, mình ghi lại các bạn, cái bộ phim đó mình ghi lại thôi, đơn giản thôi. Ngoài ra từ record này là một từ đa nghĩa, có một cái nghĩa khác là record something, record something tức là achieve a score hoặc là a result các bạn, đạt được một cái điểm số, một cái kết quả nào đó, result nhé. Và mình sẽ có những cái cụm collocation, ví dụ là đạt được chiến thắng, đúng không ạ? Record a victory, đúng không? Hoặc là đạt được một cái điểm số cao là high score, đúng không? Đó, được chưa? Hoặc đạt được cái sự win, cái sự chiến thắng, đúng không? Record, một từ đa nghĩa cần học trên sân từ này. Nhưng phải đạt được các bạn, disapproval mà, cái sự không tán thành mà. Không đúng ha. Import, à import của mình là gì? Chọn đi, chọn đúng chọn lại. Import của mình là gì? Import của mình là truyền tải, truyền đạt, đúng không mấy em? Import của mình là truyền truyền đạt. Đó. Động từ truyền đạt. Vậy câu này là gì?
tôi thấy gương mặt của bà ta thì truyền tải truyền đạt cái sự thất vọng, mình chọn là câu B, hợp lý không? Không hợp lý, dùng cái sân câu A từ register. Mình có từ register có nghĩa là đăng ký đúng không? Đăng ký, register là đăng ký. Ngoài nghĩa là đăng ký các bạn thì register nó còn có một cái nghĩa khác, tức là show hoặc là express your feeling, feelings, bộc lộ một cái cảm xúc, một cái thái độ nào đó lên mặt của mình ha. Vậy nhìn thấy gương mặt của bà ta, bạn thể hiện bộc lộ ra cái sự phản đối là một cái cảm xúc, phải dùng từ register được chưa, với nhất nghĩa là bộc lộ cảm xúc. Hay không? Quá hay. Rồi câu 9. Câu 9 cho thi thử rồi đó các bạn. Câu 9, câu 10 cho thử rồi. 9 10 chẳng gì. Chín mười mấy em ơi, trời mấy đứa lâu quá, lâu quá là anh Sơn cái vèo nha, vèo nè. In order to become, để trở thành một người đàn ông body 6 múi, bạn người đàn ông mà cốp cuồn cuộn gọi là well built ha bạn, well built là cốp cuồn cuộn á, thì Sơn là đã phải sao bạn, đã phải cái gì đó exercise đúng không, thói quen luyện tập thể dục đúng không, anh đã từ bỏ sau khoảng thời gian ngắn ở phòng gym, thói quen tập thể dục thôi chẳng có gì hết, động lực luyện tập là driving chẳng có gì mấy em ơi. Không chọn là bắt đầu tua nha, cho sự lựa chọn cuối cùng nha, sự lựa chọn cuối cùng nha, 1 phút cuối nha. Chính B hả, practice hả? Câu này Sơn nhớ Sơn cho thi thử rồi mà ta, sao sai được ta, từ kick khó xỉu, khó đó mà khó. Kick, kick cái là cái gì các bạn, cú đá, danh từ là cú đá đúng không, kick danh từ là cú đá. Thì ngoài cái nghĩa đó các bạn ha, ngoài cái nghĩa là cú đá thì cái từ kick nó có nghĩa là một cái interest, một cái sở thích đó các bạn ha. Kick nó sẽ có cái nghĩa khác là cái là a new interest này, vậy rồi chẳng qua bạn không nhớ hơn trong đề thi thử á. A new interest, một cái sở thích mới, đặc biệt là cái sở thích chỉ kéo dài được khoảng thời gian ngắn, especially. Especially one that does not last long. Tức là một cái new interest, một cái sở thích mới mà nó chỉ kéo dài trong khoảng thời gian ngắn thì mình dùng là kick. Được không? Khó quá anh Sơn hả? Vậy để trở thành một cái người đàn ông sao bạn well built đúng không? Thì Sơn là phải sao bạn gọi là đã bắt đầu một cái sở thích gọi là tập thể dục gần đây, nhưng ta từ bỏ cho một vài ngày ở phòng gym đó, dùng từ kick là đáp đúng của mình nha bạn đó, thì có một câu thôi bạn, chỉ một câu như vậy thôi đó, đúng. Mà câu này không học sao làm được, được không, kick hả, vậy thôi. Rồi một vài cái item mới của mình các bạn, và cái item với từ kick thì mình có là gì các bạn, kick and lộn, alive and kicking, alive and kicking à, tức là gì các bạn, very active nào, very healthy khỏe mạnh đúng không, hoặc là very popular phổ biến đó ha, alive and kicking.
Tiếp mình có cái item là kick the bucket, tức là chết, nói bạn die chết, đơn giản vậy thôi. Rồi còn gì nữa ta? Kick một cái item nữa là a kick in your teeth. A kick in the teeth là a great disappointment. Disappointment. Mấy em làm đề cuốn sớm em, mấy em không thấy khó đâu, bởi vì mỗi một đề có một câu mà thôi. Nhưng mà các em làm một cái bài mà nó như thế này nữa bạn thì rất là khó luôn ha. Cực kỳ khó, mình cảm thấy nó rất là vất vả luôn các bạn. Kick mình còn cái gì nữa ta? Kick kick up one's heels. Yeah, kick up one heels có nghĩa là be relaxed, thư giãn and enjoy yourself. Đó, thư giãn thôi. Làm mà cái này tra lịch phim. Soạn cái này hả, muốn đi não luôn, phải tra lịch phim đâu. Nó phải soạn nó dễ đó bạn, soạn cái này vất vả lắm luôn. Rồi mình có item tiếp, item mình kick somebody ass. Kick somebody ass tức là punish. Punish hả? Hoặc là defeat somebody, phạt hoặc đánh bại ai đó, được không? Rồi được rồi ha, như vậy thôi. Như vậy thôi. Còn item gì hay nữa không ta? Rồi được rồi. Tiếp tục nhé, mình sang câu số 10 mấy em ơi. Câu số 10 mình chọn câu gì? Câu số 10 các em chọn câu gì? Câu 10. Rất là nhiều người trẻ họ mất tiền ở trong cryptocurrency, họ thế nào nó themselves à, đi với từ themselves các bạn đó. Cái câu này là anh Sơn ra trước khi có đề minh họa đó. Cái đề này anh Sơn soạn cả nhiều tháng trời trước khi có đề minh họa, các bạn thấy không, đúng tinh thần đúng không bạn? Một cái động từ với themselves có ý nghĩa khác biệt. 10D à, kick, đúng rồi ha, kick kick oneself. Kick động từ nghĩa là đá mấy đứa. Khiết danh từ là cú đá, là động từ là đá đúng không? Đá. Rồi, ngoài nghĩa là đá các bạn thì kick có nghĩa là kick oneself đó. Là làm bản thân mình tức giận các bạn, hả? Làm cho mình tức giận lên, đúng không ạ? Tức giận. Tức giận vì mình đã làm điều gì đó ngu ngốc hoặc là bỏ mất cơ hội. Điều gì đó ngu ngốc hoặc là bỏ lỡ cơ hội, đúng không? Kick one sau đó, được chưa? Một cái cụm nghĩa khác của từ kick nha. Từ mark này lát học ha. Drive hit. Rồi câu mà gì thôi các bạn.
Không có gì, câu mà không có gì mở rộng nhỉ. Rồi câu 11 ấy. Crypto everywhere. Câu 11 bạn chọn câu gì? Drop hả? Lose hả? Slip hả? Fall hả? Đây có bảng in dùm nhé bạn. Be a cat. Một con mèo mà nó ở trên cái cục gạch nóng, tức là với bạn con mèo mà đứng trên gạch nóng nó nhảy lên nhảy xuống á, thì in dùm này là rất là lo lắng bồn chồn nha, lo lắng bồn chồn. Vậy là tôi rất là lo lắng bồn chồn khi mà tôi biết là mẹ của tôi đang trải qua một ca phẫu thuật cấy ghép đúng không, vào tuần tới. Tôi hy vọng điều kiện sức khỏe của ta sẽ không có gì đó, sẽ không giảm đúng không, sẽ không sụt giảm sau ca phẫu thuật. C slip, đúng rồi, từ slip có nghĩa là chân trượt đúng không, trượt đi, thì ngoài nghĩa là trượt của bạn thì slip nó có nghĩa là become worse, trở nên tồi tệ hơn nhé bạn, nói về cái tình trạng của nó trở nên tồi tệ hơn. Vậy con là câu C hợp lý nào, hay chưa, slip từ đa nghĩa. Rồi tiếp câu 12 đúng không, để bạn tự học hay sao mà học được các bạn. 12 chẳng gì, bất chấp là anh ta kiếm được rất là nhiều tiền mỗi tháng nhưng ta bắt đầu rơi vào nợ nần đúng không, bởi vì cái compulsive spending này mở rộng ở nhá bạn. Compulsive tức là mình không có kiểm soát cái hành vi của mình đúng không. Bây giờ là một cái người rất hay nói dối, compulsive liar, mới kẻ nghiện rượu, compulsive drinker đúng không, nghiện chi tiêu, compulsive spending. Khó quá xin lui, ngày hải nam mà lui nha, khó quá xin lui là mấy bạn còn một bài nữa và tự đăng nghĩa đó. Mới đầu anh Sơn cho 2 buổi thôi nhưng sau đó anh Sơn soạn thêm, anh Sơn cho sửa lệ lịch của mình là thêm buổi thứ ba nha. Khó quá xin lui buổi là buổi thứ ba anh Sơn cắt đi, anh Sơn cho cái đề thi. Giá như sáng nay em lụa vậy thì đâu đến nỗi. Rồi câu 12. Lui mai xem lại chứ sao lui được. Hay gì quá. 12 chọn gì? Thế mấy đứa đi thêm gặp con này sao? Khó quá anh Sơn ơi. Nhìn mấy câu này 9.8 cộng luôn các bạn, không có giỡn đó. Khó quá, đập quyền nữa mấy đứa. 1.140.000 mà để học những cái bài như vậy thôi các bạn, mà không chịu học là coi như uổng tiền đúng không. 1.140.000 không mấy đứa, với lộ 1.149.000 những cái bài đắt giá. A rồi, no. Câu B slip, tiếp tục lại từ slip. Slip là trơn trượt, nghĩa bên trên mình học từ slip có nghĩa là trở nên tồi tệ đúng không, nói về cái điều kiện, cái điều kiện ngoài đó trở nên tồi tệ hơn. Bây giờ mình tiếp một cái nghĩa nữa là cái từ slip này nó có nghĩa là mình rơi vào một cái tình thế khó khăn, pass into a difficult situation, rơi vào một cái tình trạng khó khăn đúng không ạ. Nhưng ở đây thì có thể chọn sơn câu C cũng được, từ for thì cũng có thể rơi vào tình trạng khó khăn ha. Chứ ở đây thì mình có thể dùng cái sơn là từ slip, từ for, từ run, từ go, còn từ gì nữa ta, để nhớ nha, slip get nữa bạn, get into debt tức là nợ nần các bạn, rơi vào nợ nần, rơi vào nợ nần. Được không? Đó. Với nợ nần thì mình có rất nhiều collocation với nợ nần đúng không các bạn? Để xem coi những collocation từ nợ ta. Gánh nợ bạn, gánh nợ gì mà xem, be burden saddle with debt hả, đó đúng không ạ. Rồi
Còn lại chắc mấy cụm kia dễ bạn biết ha. Nợ ai đó bao nhiêu tiền đó bạn, thì bạn nói trên sân này nha, bi rồi bạn đi với số tiền ha, rồi bạn đi với sân là intact intact ha, bi đi với số tiền, đi với intact là nợ ai đó bao nhiêu tiền nha mấy đứa. Rồi rồi được rồi ha, chỗ này thôi không có gì cả. Composite thì cái nhân khác thì composite vậy rồi luôn ha. Rồi xong câu 13, chẳng câu gì 13 này đúng tinh thần thi của bộ luôn mấy đứa. Extend for sure nữa chứ, bé là còn for sure chứ, sai một cái là coi như là đội quần nha. Extend ở đây có nghĩa là gì các bạn? Extend là mở rộng đúng không, gia hạn ở mặt thời gian đúng không? Thì ngoài nghĩa là mở rộng hoặc là gia hạn về mặt thời gian đó, thì extend nó có nghĩa là gọi là mình tận dụng hết sức của mình mấy đứa, được không? Thì cái nghĩa đầu tiên của nó chính là nới rộng ra, nới rộng về mặt diện tích nha các bạn, mặt diện tích nha. Ví dụ là bạn nới rộng cái hàng rào ra các bạn, nới rộng cái hàng rào ra. Cái nghĩa thứ hai của nó chính là make something last longer, làm cho gì đó kéo dài hơn về mặt thời gian, vậy tức là mình gia hạn đúng không bạn? Extend nó là gia hạn, ví dụ là mình gia hạn deadline chẳng hạn đúng không, gia hạn hợp mà gia hạn visa chẳng hạn đó, hoặc là gia hạn hợp đồng chẳng hạn, contract đúng không, những cái thân ngữ hay đi như vậy. Rồi đó là nghĩa thứ ba hai của nó. Nghĩa tiếp theo của cái từ extend này nó có nghĩa là cái nghĩa này thì nó không được dùng, nó hay dùng collocation nha bạn. Cái nghĩa là dùng collocation để sơn ghi, ví dụ dùng extend one sympathy sympathy đúng không ạ, hoặc là congratulation hoặc là thanks ha, thanks đó, hoặc là invitation invitation to somebody. Về cái nghĩa thứ ba với bạn tức là gửi nhé các bạn, gửi gửi cái gì cho ai đó. Đó ví dụ là extend sympathy to somebody là đồng cảm với ai đó, extend congratulations hoặc là thanks tức là gửi lời cảm ơn, lời chúc mừng đúng không, hoặc là invitation là gửi một cái lời mời được không, đó có nghĩa là gửi nhé các bạn, có là give hoặc là offer offer somebody something. Được chưa? Là nghĩa thứ mấy bạn? Nghĩa thứ ba. Rồi, nghĩa thứ tư của từ extend nó nói về một cái nỗ lực hoặc là cái khả năng của ai đó, tức là make somebody use all their effort, ability hoặc là supply vân vân vân, tức là làm cho nó phải tận dụng hết khả năng của họ, tận dụng hết sức lực của họ, tận dụng hết những cái nguồn cung ứng của họ. Và mình có collocation với cái nghĩa số 3 này các bạn, là ta dùng từ extend, à mới cụm từ extend oneself sau, tức là với bạn tận dụng hết sức lực của mình. Anh Sơn lấy ví dụ nè, Nam didn't extend himself in the exam. Nam thì đã không cố gắng hết sức mình trong kỳ thi này. Thì đây có phải là câu bổ ra không bạn? Một cái từ lạ, quên lộn, một cái từ thông dụng đi với oneself có một cái nét nghĩa lạ. Thấy chuẩn không? Trời ơi, bài anh Sơn soạn trước khi bộ ra đề nha mấy đứa. Trước khi bộ ra đề nha. Và thấy chuẩn chưa? Quá chuẩn. Trước khi bộ ra đề mà soạn được như vậy là quá xuất sắc rồi gì nữa. Đúng không? Extend oneself bạn ơi, là nỗ lực các bạn sử dụng hết khả năng, sử dụng hết năng lực của mình. Bạn nhìn nè, COVID-19 đã đặt impose a burden on là cái collocation, đặt một cái gánh nặng lên cái hệ thống chăm sóc sức khỏe, hệ thống y tế đúng không? Rất là nhiều bệnh viện đã full công suất rồi, đã hoạt động hết sức lực của mình rồi, đã nỗ lực hết mình rồi. Nhưng vẫn phải có những cái bệnh nhân là phải sao bạn phải xuất viện sớm. Các bạn nhớ xuất viện dùng từ discharge nha các bạn. Discharge là xuất viện. Rồi câu này xong. Câu tiếp theo 14.
Chọn câu gì? Mười lăm, mười sáu. Chọn mười lăm, mười sáu khó dữ nữa. Chọn có gì mấy em ơi? Sao ra để hay quá mấy đứa sơn giảm mấy con hay mà. Hay quá. Làm được bài này chắc là xuất sắc luôn nha. À, mấy bạn học xong á, mấy bạn nhớ chụp lại cái tờ đề của bạn mà có những cái ghi note, hoặc là chụp lại cái phần ghi note của bạn inbox cho anh Sơn nha, để Sơn Sơn PR á bạn. Anh Sơn PR, anh Sơn tính là anh Sơn live bài ở trên page để PR. Nhưng mà nghĩ lại thôi, bài này nó hay như vậy, bạn nó độc quyền như vậy là không, mà anh Sơn không không không, không live page được. Tự nhiên không bỏ tiền, không bỏ công sức ra mà được học mấy bài hay là anh Sơn không có chịu. Nên thôi Sơn like trong nhóm, nhưng mà bạn chụp bệnh Sơn đi PR nha. Đó. Rồi, mà hay thì đúng không? Siêu hay đó bạn. Mấy bạn còn nữa mấy câu, bữa giờ anh Sơn xài thêm được chục hai chục câu nữa mấy đứa. Nhưng mà mấy bạn thấy lèo tèo là anh Sơn dím lại hết nha mấy em. Ai biết là mấy câu anh Sơn dím lại trúng tủ mấy câu đó sao? Đúng không? Tiếp ra đi, 14 chọn gì? Anh ơi tí anh Sơn gửi file không, em chắc không kịp. Mấy bài khó như này ít bạn xem lắm anh. Tiếp theo đi. Nè, chính phủ đang tìm ra một cái giải pháp hiệu quả để gọi là khôi phục và kích thích lại cái nền stagnant là đình trệ nhé bạn, cái nền kinh tế đình trệ sau đại dịch, và là một cái bước tiến tiếp theo để gì bạn, cái gì lạm phát đó. Chắc chắn là sao bạn, phải là ngăn chặn lạm phát rồi đúng không? Từ nào là ngăn chặn? Từ beat. Beat có nghĩa đánh đập, ngoài nghĩa đánh đập thì beat nó nghĩa là control. Control something, kiểm soát điều gì đó, với từ beat là kiểm soát điều đó nhớ bạn. Đồng nghĩa từ control đó. Cho nên chỗ này anh Sơn dùng từ beat ở đây. Anh Sơn in đậm lên. Anh Sơn cho câu A, defeat. Câu B, hit. Câu C, control. Câu D, limit. Thì phải biết đường mà chọn là câu C, control. À, dễ sai các bạn, dễ sai nha. Rồi, beat là control something. Đánh ai đó mà bầm dập tím tái mặt, tím tái các bạn. Đánh ai đó mà gọi là bầm dập với bạn. Mấy em dùng cái từ gì? Y trùm gì các bạn, đánh lại đó là đánh bầm dập luôn mấy đứa. Beat somebody black and blue này, y trùm này năm ra 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 năm trước đó bạn, đánh ai đó bầm dập, y trùm này ra ra năm trước nữa bạn, mấy năm trước nữa. Beat somebody black and blue. Rồi beat còn từ gì nữa nhỉ? Beat thì nhiều rồi ha. Beat around the bush đúng không ạ? Đánh trống lảng, nói vòng vo. Đừng đánh trống lảng, đừng nói vòng vo là don't beat about the bush. Đừng đánh trống lảng, đừng nói vòng vo sẽ bảo từ là cut to the chase các bạn, đi thẳng vào vấn đề luôn. Hoặc là bạn với từ là come straight to the point, đi thẳng vào vấn đề nhé bạn, đi thẳng vào vấn đề. Beat about hoặc around the bush là nói vòng vo tam quốc, và là don't beat around the bush là đừng nói vòng vo tam quốc. Thì bạn mới ý là cut to the chase hoặc là come straight to the point, tức là đi thẳng vào trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề. Đúng, Hải Nam và Azul một comment, một cái cụm từ mà phải gọi là muôn thuở đúng không ạ? Đời học sinh giỏi cũng gặp, mà cụm này gặp trong đồng nghĩa với nghĩa cụm này quá hay các bạn. Cụm này tỷ lệ thi rất cao nữa bạn hả? Dead horse. Đây đồng trái nghĩa là cụm này đây các bạn. Lúc trước anh Sơn tính ra cụm này là đồng trái nghĩa đó các bạn, nhưng mà cụm này anh Sơn thấy có mấy đề thi ra rồi, anh Sơn sao các bạn, anh Sơn không có ra nữa. Cụm này nghĩa là gì mấy đứa? Cụm này nghĩa là gì? Cụm này nghĩa là gì? Anh Sơn có đăng trên page đó các bạn, trên page của mình có nha.
Em thì bị đứng comment hả? Rồi để cụm mày để giỏi bạn, cụm mày trên page có up trên page mấy đứa. Đó, nhớ học item trên page được không? Rồi. Tiếp bit mình còn từ gì nữa ta? Bit còn cái gì nữa với từ bit nhỉ? Beat the clock thì cái này nó dễ rồi, khỏi khỏi chị. Beat brains out. Ừ cái này cũng được các bạn ha, bảo cụm từ là rack once brain. Không biết có S không nhỉ? Hình như có S đó bạn. Thì nó sẽ bằng cụm từ là beat once brain out bạn. Nghĩ vắt óc ha, cụm này có trên page luôn à, được chưa? Không rồi mấy cụm mà thôi bạn, mấy cụm kia không gặp đâu, chắc ít gặp đâu. Rồi tiếp sau con 15 đi, 15 là bạn chọn được khen giải. Vắt óc hả? Chữ T hả? Câu 15 đó bạn, Jackson thì tin rằng nếu anh ta nỗ lực hơn khả năng cái gì đó, at long last là finally, đây là item. At long last, finally, cuối cùng. 15B, surpass. Em lỗi B, surpass. Bạn khác. Biết cái gì đây? Quên lộn, câu 15. Câu A với câu B bằng nhau, bạn outstrip và surpass bằng nhau. A bằng B. A nè bằng với B nè. Có nghĩa là bạn vượt hơn, trội hơn ai đó. Vượt hơn, trội hơn ai đó. Được không? Chắc không phải AB rồi. Nha, hơn nữa là surpass đó, mà dùng cái surpass. Vượt qua đó là surpass somebody, hoặc là vượt qua chính bản thân mình đó bạn. Là surpass myself, oneself. Đúng không? Tức là sao nó phải có cái tân ngữ. Nha, nhưng đây đâu có tân ngữ đâu bạn. Không hề có cái tân ngữ nào luôn. Đúng chưa? Đó, nó không dùng surpass được đó bạn. Dùng câu khác chặn lại các bạn. Giờ còn CD nữa, chặn cái gì? Comprise sẽ bằng từ consist of và bao gồm, đúng không? Không hợp lý, bạn dùng compass. Dùng compass thì compass có một nét nghĩa đó là nét nghĩa là nó giống từ accomplish các bạn. Accomplish hả? Đạt được hoặc là bring about. Accomplish tức là mình đạt được cái điều gì đó nhé. Accomplish. Bây giờ ông Jackson này nè, ông tin rằng nếu ông cố gắng nhiều hơn khả năng ông ta có thể đạt được, có thể làm, có thể đạt tới được đó, có thể làm được đó, accomplish đó, thì cuối cùng ông ta sẽ nhận được nhiều lợi ích từ cái việc work hard của mình đó. Thì câu là câu D, compass mới đúng nha. Khó chưa? Quá trời khó anh Sơn ơi. Khó lắm nha mấy đứa. Câu 16. Cho bạn chọn 16. Compound là từ đa nghĩa, bạn compound là pha trộn đúng không? Ngoài nghĩa là pha trộn thì compound nó sẽ bằng với từ aggregate. Bằng với từ worsen. Và bằng với từ exacerbate.
exacerbate, exacerbate nhé, tức là trở nên làm tồi tệ hơn, làm trầm trọng hơn nhé, làm tồi tệ hơn, làm trầm trọng hơn. Đi thi mình có một câu đó bạn ơi, không làm được lụi thôi, nhưng mà lụi mất 0,2 điểm, mất phí quá, không 0,2 điểm mới học tắt cả mồ hôi ra ha. Mà thấy không, những câu khó như vậy, những câu y tìm, những câu từ vựng khó như vậy nè, 0,2 điểm là làm toát cả mồ hôi ra, mà làm đúng câu này mà sai câu grammar coi như đứt, đúng không? Công cốc cả năm trời, 2 3 năm trời học toàn cái khó không thì thi, làm được câu khó sai câu dễ, công cốc ha. Giờ đập đập đầu vào gối tự tử là có thiệt nha các bạn, có mà chẳng có gì. Take, compound, compass hay là grab. Ngon 17 á, là 7 sơ sửa rồi, 7 cho mình thử mình ha. 18. Chọn đi, chọn mấy em chọn đến câu số 20 đi, là còn 10 câu cuối anh Sơn chửi nhanh nè. Chứ em mới cho em chậm quá. Chờ chậm luôn. Mà sao em chọn câu E, grab rồi nắm bắt đúng không? Rồi dịch thử nha. Bạn có item mà slow on the uptake là một người chậm tiêu nhớ bạn. Đây là item. Anh ta chậm tiêu. Vì thế và mở nhỏ đó bà. Vì thế mày phải giải thích cái công việc này ở một cách rất chi tiết để ông ta có thể hiểu được, đúng không? Để nắm bắt được, để hiểu được. Em chưa có làm nên không comment được. Đó thấy chưa? Nãy bảo làm mà. Nắm bắt được, hiểu được đó, bạn chọn từ gì? Từ không có a bạn, grab và nắm bắt, nhưng mà nó không có nghĩa là hiểu đó, bạn, thằng ấy mới nghĩa là hiểu nè, grab này mới nghĩa là hiểu nè, understand nè, phải là câu grab thì mới đúng không bạn ha. Ví dụ mình sơn cái từ compass, compass có thêm một nét nghĩa nữa, chính là giống như từ là từ comprehend, có nghĩa là hiểu nhớ bạn, hiểu có nghĩa là hiểu, đơn giản mà thôi ha. B đúng. Rồi câu 17 nè, 7 sơn sửa sửa rồi mà sai nha. Conduct đi với one self. Từ đa nghĩa luôn các bạn, conduct one self. Cho mình thi thử của mình nè. Conduct one self có nghĩa là behave. Sao mà mở to vậy bạn? In particular. Quay cư xử ở một cách như thế nào đó, ví dụ cư xử tốt đúng không ạ, conduct yourself better, conduct yourself better, cư xử tốt đúng chưa. Compose ngoài nghĩa là soạn thảo ra thì compose oneself có nghĩa là kìm nén lại. Kìm nén lại, kìm nén cái gì, kìm nén cảm xúc nhé các bạn, kìm nén cảm xúc đúng không ạ, kìm nén bản thân. Rồi từ assert, assert là khẳng định, ngoài ngoài cái nghĩa là khẳng định quả quyết các bạn, thì assert oneself có nghĩa là cư xử một cách rất tự tin, hành xử một cách rất tự tin, behave in a confident, confident and determined, determined way ha. Cư xử ở một cách rất là tự tin và behave, behave oneself có nghĩa là cư xử tốt đó bạn, có nghĩa là behave in a good way ha, cư xử tốt. Vậy cho bạn dùng một từ assert, assert yourself tức là cư xử một cách rất là tự tin nhé các bạn. Nếu bạn muốn tạo ấn tượng tốt ở interviewer và nhận được công việc lương cao thì mày phải sao, bạn thể hiện một cách gọi là quyết tâm tự tin, đúng không? Cư xử một cách quyết tâm tự tin, câu C đúng ha. Này dễ rồi, câu 18 dễ, 19 dễ luôn, 20 cho thi thử rồi dễ ẹt.
18 18D còn for sure chứ. Biting hả? Đúng rồi các bạn, bite ha. Công ty này á bạn thì đang cố gắng là thu hút cái sự tập trung của khách hàng đúng không, bằng cách là offer ra nhiều những cái khuyến mãi discount đúng không ạ, và mở thêm nhiều những cửa hàng ở trung tâm thành phố, nhưng khách hàng dường như là không có thích thú lắm á bạn, khách hàng như là không có thích thích thú trong việc mua hàng lắm. Thì cái từ buy này các bạn nó có nghĩa là thích thú trong cái việc mua hàng nhé. Buy ngoài nghĩa là buy là động động từ bình thường là cắn á bạn, ngoài nghĩa là cắn thì nó nghĩa là show interest in buying something nhé, thể hiện sự thích thú trong việc mua được cái điều gì đó không mà show interest. Rồi câu 19, tỷ lệ lạm phát cao thì bắt đầu thế nào đó, chính phủ thì vẫn chưa đưa ra những cái giải pháp nào để support cái nền kinh tế này. Câu 19, bite là cắn đúng không, bite là show interest đúng không, bite còn một nghĩa nữa, bite luôn đúng luôn, bite còn thêm một nghĩa nữa, đó chính là có một cái tác động. Bite một nghĩa nữa các bạn là have an unpleasant effect, có một cái tác động rất là tiêu cực nha, tỷ lệ phát bắt đầu có tác động tiêu cực nhưng chính phủ vẫn chưa có tìm ra giải pháp để giải quyết chúng. B tiếp được không ạ? Rồi record, phải record đâu, không phải record các bạn, không phải là câu D nha, score score nha, đúng rồi score, record hay score ta, score các bạn, score ha. Câu số 20, ai sợ sự danh các bạn, score mà nghĩa là ghi điểm á phải không ta, câu anh Sơn cho thi thử rồi nè, thì nó có nghĩa là get something, có được điều đó nha các bạn, score là get something. Thì cô ấy nói rằng cô ấy xây sở được ghép được các bạn sâu được một cái tấm vé đến show của hộp hàng đó, và sau đó là giao cho chúng tôi đúng không ạ, score something là get something ha. Rồi câu 21 các bạn, the leader thì đang gọi là kêu gọi một cái cuộc đình công đúng không, để cố gắng thì là mấy cuộc meeting với một cái cuộc gặp mặt đúng không, với manager của công ty để yêu cầu lương cao hơn. Thì device là sáng tạo ra, nhưng mà sáng tạo ra một cái phát minh nào đó ha? Không đúng ha, em mà dùng sơ từ engineer các bạn, engineer a meeting, thì cái từ engineer này trong cái ngữ cảnh này nó có nghĩa là design này, hoặc là build một cái gì đó, build một cái gì đó ha? Design hoặc là build một cái gì đó, anh Sơn mới hồn hà lắm đúng luôn nhé. Bây giờ engineer meeting tức là tổ chức một cái cuộc gặp mặt, design hay là build xây dựng tổ chức một cuộc gặp mặt, câu này là câu B đúng rồi được chưa. Rồi câu 22 cũng đi thử giống đề anh Sơn luôn rồi, see see ngoài nghĩa là nhìn đó, thì see nó nghĩa là make sure, đảm bảo, ngữ cảnh là hãy đảm bảo rằng là mày không phạm sai lầm ngớ ngẩn trong cái bài final essay của mày trước khi nộp nó cho giáo viên, bởi vì mày sẽ không được phép resubmit được và có lẽ mày sẽ có được điểm thấp đó ha. Câu 23 cũng trong để thử luôn, từ involve, involve ngoài nghĩa là bao gồm, dính líu, liên quan đến cái sự việc nào đó nè, involve in something là bao gồm cái điều đó, quên lộn sorry, nó lại mới được, involve in something là tham gia vào một cái hoạt động nào đó hả, involve in là tham gia vào, ngoài nghĩa là involve in tham gia thì involve nó còn nghĩa là liên quan đến một cái vụ việc nào đó nữa, và involve ngoài nghĩa là liên quan thì nó nghĩa là complicated hoặc là complex tức là phức tạp. Cái bài tập này nào thì nó có rất nhiều những cái thông tin phức tạp và những câu hỏi hóc búa, và phần lớn học sinh thì không thể hoàn thành nó đúng giờ được. Rồi từ score có nghĩa là get something đúng không ạ, đạt được cái điều đó, câu thi thử nè, hộp hài là ca sĩ nổi tiếng và được biết là queen of entertainment, nữ hoàng giải trí, và ông Sơn là fan bự con của bà của cô ta, ông Sơn là xây sở để có được sở hữu được một tấm vé đến có live show của bà ta nhá, được chưa. Rồi câu 25, 25 là bạn dùng Sơn từ break tức là cái hãm phanh, cái nghĩa đen đó bạn là cái hãm phanh, nhưng mà cái nghĩa bóng đó, thì nó chính là một cái sự kìm hãm nha bạn, cái nghĩa bóng chính là một cái sự kìm hãm với từ break.
break on something, tức là a that something make it difficult. À, tức là một cái điều mà ngăn chặn cái gì đó họ làm cho nó trở nên khó khăn hơn, kìm hãm nhé. Block it là phong tỏa nè, obstruction là sự tắc nghẽn, nhưng mà deadlock là đình trệ, trệ không đúng nha. Chính phủ lo lắng rằng tỷ lệ là gọi là cái tỷ lệ lãi suất ngân hàng cao á, thì nó sẽ đóng vai trò như là một cái hãm phanh, tức là một cái sự gì ngăn cản cái nền kinh tế, bởi vì sẽ nhiều người họ muốn gửi tiền vào trong ngân hàng nhé. Khi mà nhiều người gửi tiền vào trong ngân hàng, nó sẽ ra hiện tượng là giảm phát. Lạm phát là inflation và giảm phát là deflation. Khi mà giảm phát đó, thì tiền không được lưu thông, cho nên là gì, cho nên là hàng hóa sẽ nhiều hơn tiền, tức là lượng cung hàng nhiều hơn lượng cung tiền. Mà cung hàng nhiều á thì lúc này em có một ít tiền thôi, nhưng em vẫn mua được rất 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 là nhiều hàng hóa. Như vậy á, nó sẽ kéo cả nền kinh tế suy thoái luôn các bạn. Cho nên đó, lạm phát rất đáng sợ, nhưng giảm phát còn đáng sợ hơn lạm phát rất nhiều. Rồi câu 26, câu này mà chọn đúng mới là giỏi bạn. Cái câu B là có người hiểu đúng không? Câu này sơ sơ câu C bạn với từng grip. Câu này sơ tính mở rộng mà chắc không kịp rồi các bạn. Nhưng mà bạn tự tra từ điển ha. Grip này có nghĩa là gì? Mấy đứa biết không? Grip thì nó có cái nghĩa đen đó bạn, cái nghĩa bình thường tức là nắm bắt đó bạn, nắm chặt lại. Một cái nghĩa khác tức là interest, nghĩa cái nghĩa khác, nghĩa khác là interest hoặc là excite somebody, excite somebody làm mình đó hấp dẫn, làm mình đó hứng thú luôn mà. Vậy ông Sơn nên cố gắng cung cấp cho học sinh của mình những cái bài giảng rất là thú vị và thực tế, để làm sao bạn, để gọi là kích thích interest hoặc là excite, tức là kích thích cái trí tưởng tượng của họ. Vậy là câu C đúng, được chưa? Ha, rất hay các bạn. Rồi cái câu 27 này là trong cái bài đọc hiểu thi thử của anh Sơn nè, cái bài đọc hiểu thi thử ở mà không biết mấy em nhớ không thôi ha các bạn, là cái từ unload này nó bạn. Unload có nghĩa là dỡ hàng các bạn, ví dụ là cái xe tải một chất hàng lên đó, mình dỡ hàng sử dụng unload. Ngoài nghĩa là dỡ hàng đó, thì unload something on somebody có nghĩa là mình tell somebody about your problems hoặc là your worries, tức là kể cho ai đó về những cái gì các bạn, về những cái vấn đề, những cái lo lắng của mình, thì nó giống cái từ là share, nhớ không? Nhưng mà share phải dùng share with chứ không dùng share on được các bạn, nó không dùng share on mà phải dùng share with. Trên câu là câu B đúng, này trong đề đọc hiểu của mình đó các bạn. Lúc mà anh Sơn sửa, lúc mà anh Sơn dịch bài học cho mấy em, anh Sơn thấy cái chỗ này rồi, anh Sơn lưu lại, anh Sơn ra đề cho mấy đứa. Nhưng mà chẳng qua bạn làm bài đọc hiểu bạn không để ý thôi. Rồi những câu cuối cùng của mình, câu 28, mark mark là đánh dấu. Ngoài nghĩa là đánh dấu, từ mark nghĩa là pay attention, tập trung vào đâu đó các bạn. Và đặc biệt là dùng một cụm từ là mark my word đó bạn, dùng luôn cụm từ này cho anh Sơn ha. Tức là pay attention, hãy để ý vào những cái lời tao nói các bạn nhá. Mark ngoài nghĩa là đánh dấu thì mark có nghĩa là pay attention, và hay dùng một collocation là mark my word, tức là tập trung vào những cái lời đó, hãy nhớ lời tôi nói đó. Ông boss nói rằng gì sẽ có vấn đề với điều này, và nếu mà tiếp tục làm việc như vậy hãy ghi nhớ lời tôi nói đó, thì coi là mark đúng không? 29, ở đây với on các bạn thì dùng cái expand, expand ngoài nghĩa mở rộng thì mình dùng expand on something, có nghĩa là tell more details about something, kể thêm nhiều chi tiết và điều gì đó nữa. Vậy là cái short explanation này, cái lời giải thích ngắn gọn này không hài lòng, không làm cho nhà báo hài lòng. Vì thế spoke, vì thế cái gọi là các bạn, cái người mà nói, cái người nói là đã sao giải, diễn giải ra, diễn bà diễn giải cái lời bình luận của bà ra để cung cấp thêm nhiều thông tin hơn. Và câu cuối cùng với từ put, put ngoài nghe đặt để thì put nó chính là express in word, nhớ bạn. Bộc lộ bằng lời nói, bạn thân của tôi ông Nhân đã yêu cái người bạn cùng lớp của ông. Ông ta muốn có buổi hẹn hò với bà ta, nhưng ông ta chẳng biết làm sao để bộc lộ thổ lộ điều đó cả, vì là put tức là bộc lộ thổ lộ bằng lời, là câu D đúng. Cái là bữa thi thử rồi ha. Đó, vậy là hôm nay mình có 30 câu về
Từ đang nghĩa, những câu này là siêu hay, siêu mới, siêu độc quyền, và đây chính là cái giá trị gọi là cốt lõi nhất, giá trị cao nhất ở trong lớp mình các bạn ha. Những cái phần ngữ pháp, những phần ôn tập khác các bạn học bất cứ giáo viên nào cũng học được, cô Trang Anh cũng có, cô Mai Phương cũng có, cô Phạm Liễu cũng có, Sema cũng có, bốn thầy cô đó là dạy bài chuẩn và gọi là ok nhất. Nhớ bạn, những cái bài giảng, những cái tài liệu thì ok hả bạn, ok bốn thầy cô đó, chẳng có anh Sơn hả bạn. Nhưng mỗi một giáo viên đó bạn sẽ có những cái nét đặc biệt, sẽ có những cái nét khác biệt, những nét nổi bật khác, đúng không? Và với anh Sơn thì khóa của mình nổi bật nhất là bài từ đa nghĩa này, siêu hay ha. Vậy buổi học này là kết thúc, xin chào mấy em chúc một buổi tối gậy, không lại hẹn gặp lại các em trong buổi học khác. Và anh Sơn sẽ cho bạn làm thêm một bài về từ đa nghĩa nữa, bài này sẽ dễ thôi, không khó ha. Bye bye, see you later.